chấm điểm các dòng mic của Gocheck trên thang điểm 10. Thứ nhất, khả năng lọc âm 10, 9, 9. Với những nơi mà có tiếng ồn mạnh như thế này, nhiều như thế này thì dòng AB sẽ lọc được âm triệt để hơn ở khoảng 95%. Còn mic này thì sẽ khoảng 90%. Thứ hai, bán kính hoạt động 10, 10, 10 như nhau. Mic bắt sóng âm và hoạt động tốt trong bán kính là 20m. Tuy nhiên thực tế thì nó có thể thu được lên tới 25-30m. Còn nếu như mà có vật cản thì sẽ là 8m. 3. Chất lượng âm thanh 8, 9, 9. Chất lượng âm thanh ở đây là nói đến cái chất giọng của mình khi mà thu được nha. Với tiêu chí sẽ là to, rõ ràng và độ chân thực. Chính vì khả năng lọc âm tốt hơn nên là cái âm của mình đã bị mất đi cái tiếng vang tự nhiên. Nghe nó sẽ hơi nghẹt nghẹt. Và ví dụ như là mình cử động mic hay là chạm vào đâu thì nó sẽ bị có tiếng sụt soạt. Với dòng mic AB Pro và CD thì âm thu được sẽ trong hơn, này tự nhiên hơn, chân thật hơn, ấm hơn. Bởi vì là nó có công nghệ lọc thông minh cảm biến theo môi trường. Nên là môi trường mà càng ồn ít thì giọng mình sẽ càng hay. 4. Thời lượng pin 8, 9, 10. Gần 10 tiếng, hơn 10 tiếng, hơn 20 tiếng. Vì có tích hợp đốt sạc nên nâng thời gian sử dụng mic lên. Chỉ cần thả mic là sạc. 5. Ngoại hình 8, 9, 10. Kẹp áo hơi ngắn, kẹp sẽ bị hụt mic. Phần lọc bông không cẩn thận rớt rụng như chơi. Hai em này tổng thể trông cưng cáp khỏe mạnh hơn. Cải áo dài hơn, bền hơn, dễ kẹp, chắc chắn. Áo không cổ, áo vải mềm, vẫn ok là. Hộp keo khoa mới nhìn cũng xịn sò hơn. Đồ tiện lợi 8, 9, 10. Sổ giá thì sao? Từ thấp đến cao 1, 2, 3. Mỗi dòng sản phẩm sẽ có các mã khác nhau, gồm mic đơn, mic đôi, chân tai xi, chân lightning và các đầu chuyển đổi khác để phù hợp với nhu cầu và thiết bị của các bạn. Bạn sẽ chọn loại nào?